thứ tự thực hiện phép tính. Trường hợp 1 nha, trường hợp 1 không ngoặc. Không có ngoặc, biết không có ngoặc đúng không? Không có ngoặc là ý nó không có ngoặc này nè. Ngoặc này gọi là ngoặc tròn. Ngoặc này gọi là ngoặc gì? Thấy nó vuông không? Ngoặc vuông. Ngoặc này gọi là ngoặc gì? Ngoặc nhọn. Nếu không có ngoặc, nếu không có ngoặc thì nhớ chỉ có cộng trừ thì làm từ trái sang phải. Sang phải. Nếu chỉ có nhân chia thì làm gì? Cũng từ trái sang sang phải, ngước cao lên để cộng. Rồi nếu chỉ có nhân chia cộng trừ thì nhân chia trước cộng trừ sau, tới cộng trừ sau, chốt chưa? Ví dụ 3 cộng 3 trừ 2 bằng. Ở trong đây chỉ có phép gì? Và làm từ trái sang phải, vậy là 3 cộng 3 bằng 9. Ủa? Và 6. Rồi từ bình tĩnh. 6 trừ 2, 6 trừ 2 bằng 4. Chậm chạp, không ai kêu hối đâu. 3 chia 3 nhân 4 bằng. Đây chỉ có phép gì? Nhân chia thì làm từ từ trái sang hàng. Phải trái này, biết tay trái không? Sang phải. Rồi 3 chia 3 bằng 1, nhân cho 4. Ở đây đó lớp 6 rồi, nhân thay bằng dấu chấm. 1 nhân 4 bằng 4. Bằng 4. Kịp. Tiếp 6 nhân 2 cộng 1 trừ 3 bằng. Ở đây có phép gì? Phép nhân, phép cộng, phép trừ. Thì mình nhớ ưu tiên gì trước? Nhân chia trước, cộng trừ sau. Vậy làm này trước. 6 nhân 2 bằng 10. 12 cộng cho 1 trừ 3. Ở đây còn phép gì thôi? Phép cộng. Giữ phép gì? Trừ. Làm từ trái sang phải. Trái sang phải đi. Là 12 cộng 1 ra mười mấy? 13 trừ 3. 13 trừ 3 bằng mấy? 10. Kẹp chưa?